Hello, chào mọi người. Mình đang có mặt ở sân đua 2K International ở Bình Dương. Hôm nay sẽ là một cái màn mà mình sẽ đi thử giỏ. Thì có rất là nhiều loại giỏ trên thị trường, và một trong những cái hãng giỏ mà nó mới xuất hiện ở Việt Nam mà cái chất lượng nó rất là tốt từ xưa tới giờ rồi. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Thái Lan, cực kỳ nổi tiếng, sản xuất tất cả các loại giỏ, từ xe tải, xe hơi, xe gì mà xài cao su giỏ là nó sản xuất hết. Thì bữa nay mình sẽ review những cái dòng giỏ của nó, dành cho cả xe phân khối nhỏ lẫn những phân khúc xe 300, 400 là xe ga, các thứ đều đầy đủ. Thì bữa nay mình sẽ lấy nó đem so sánh với đối thủ là rất là dữ dằn, đó chính là IRC EZ003. Thì đây chính là cái hãng vỏ Champion. Champion tiếng Anh có nghĩa là vô địch đó. Thì đây, cái mẫu gai của nó rất là đẹp. Cực kỳ đẹp, gai sấm sét nha. Các bạn có thể quay ra đây nhìn. Đây là một chiếc Suzuki GSR150 mà mình đã độ cũng tới nái rồi đó. Bây giờ chỉ còn có mỗi cái yên thôi, không còn cái đuôi để chạy luôn. Đây là cái mẫu gai rất là đẹp, các bạn nhìn. Gai nó gai giống như là gai sấm sét vậy đó. Đó, như sấm sét y chang như Pirelli Super Corsa. Nhưng mà dĩ nhiên cái mẫu gai nó chỉ là một phần thôi, thì chúng ta phải kiểm tra thử cái chất lượng của nó như thế nào. Với một cái giá thành tương đối rẻ, không quá cao, thì dĩ nhiên chưa kịp chạy là tôi đã nghĩ là nó không thể nào mà ngang với EZ003 được. Tại vì EZ003 nó quá mắc, quá bám. Thì bữa nay mình sẽ kiểm tra thử coi xem cái hãng Champion này với dòng vỏ gai này, dòng vỏ gai đua này, thì sẽ bao nhiêu phần trăm so với EZ003. Ngoài ra mình sẽ thử luôn cả hai xe. Đây là một con Honda Vario 150, mình đã cho nó vô một cặp vỏ Champion trước sau luôn. Đó, thông số phía sau là 190/14 nha. Gai rất là đẹp, và đi một cái niền mà niền giả câm đó. Rồi phía trước nè, phía trước thì mình sử dụng một cái niền giả câm luôn, 80/90/14 đó, tuyệt vời. Thì bây giờ là tay đua của chúng ta sẽ lần lượt chạy hai chiếc xe này ở nhiều cấp độ. Cấp độ đầu tiên sẽ là cấp độ chạy bình thường, để mà mình miêu tả lại cái cách chạy của những người thông thường. Rồi sẽ bắt đầu tới những người mà thích máu chó, có nghĩa là thích nhanh hơn tí. Và cuối cùng sẽ là đẳng cấp của những tay đua, thì thử xem nó sẽ đáp ứng được tới đẳng cấp như thế nào. Rồi, ok, không vòng vo gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thôi.
Thì sau 10 vòng đua thì theo mình đánh giá thì hiện giờ cái vỏ nó đang khá là nóng. Thì mình đã có chú ý là có nghĩa là những cái góc cua chúng ta vẫn có thể ôm cua cả gói để xe các kiểu. Nhưng mà cái tốc độ trong cua chúng ta không thể nào mà đẩy cao như EZ003 được. Thì theo mình đánh giá, nếu mà so sánh cái dòng Champion này ở cái mã vỏ này á, mà so với EZ003 thì nó chỉ khoảng 65-70% của EZ003. Thì hiển nhiên là với cái tầm giá của nó chỉ khoảng nửa giá của EZ003, thì một cái giá tiền như thế mà có thể đáp ứng được 65-70% là nó quá tuyệt vời rồi. Gai vỏ lại đẹp, thương hiệu lại là thương hiệu, một trong những thương hiệu nổi tiếng của Thái Lan, thì quá ok, Champion. Rồi, thì sau khi mà chúng ta thử chiếc ZX150 này, chúng ta sẽ bắt đầu thử đến một con Honda Vario 150 này, để chúng ta thử xem qua những dòng xe ga mà chỉ cần vô cặp vỏ như thế này thì có thể ôm cua đi đèo đi tour được hay không, có ổn hay không. Rồi, bây giờ bắt đầu sẽ là tay đua sẽ bắt đầu lên con Vario này để mà chạy thử nha. Rồi, đây là con Vario của mình, cũng sau khoảng 5-7 dòng test thôi à. Đó, thì cái phần các bạn như thế này thấy ha, mình đã sử dụng, mình tận dụng, mình ôm cua hết ở cái mép này. Và cái phần ở đây các bạn, như các bạn có thể nhìn thấy là nó nhám lên sần sần rồi nè. Đó, nó nhám lên sần sần rồi. Là cái độ bám của nó có. Thì cũng như là cái con ghế 150 thì cái độ bám của nó, thì với cái vỏ của Vario này đi theo thông số như thế thì cái độ bám cũng chỉ khoảng 65-70% EZ003. Nhưng mà với cái giá thành và cái kiểu dáng nó quá tuyệt vời như thế này thì cái hãng vỏ Champion là một cái hãng vỏ chúng ta không thể nào bỏ qua. Đây các bạn có thể nhìn tới cả cái vỏ trước này ha. Đó, vỏ trước lẫn vỏ sau. Đây, vỏ trước mình cũng đã đẩy cho nó tới giới hạn luôn. Đây, cái phần đây là cái phần, tại vì trong sân đua thì đa phần nó sẽ chạy cái phần này nhiều. Đó, các bạn có thể thấy là bắt đầu cái độ nhám của nó có sần nhám, nhưng mà nó không sần nhám quá nhiều. Điều này sẽ là giúp cho cái vỏ này nó có độ bền cao hơn là EZ003. Thì EZ003 khi mà chúng ta chạy khoảng chục vòng nó sẽ sần rồi, nó chảy hết khoảng đây. Thì nó sần vậy thì nó bám, nhưng mà các bạn đi xa cái nó sẽ không tiện lợi về giá thành. Thì đây là một cái hãng vỏ thì nó sẽ cân đối giữa cái giá thành và cái chất lượng độ bám của mặt đường. Thì theo như mình thấy thì chỉ cần độ bám khoảng 65-70% với EZ003 và cái sức bền của nó gấp đôi của EZ003, gấp 3 lần là mình thấy quá ngon, tuyệt vời cho cái phần này. Thì cái nó có rất là nhiều cái mẫu gai. Thì đầu tiên thì là cái mẫu HR78. Đó, nó có cái mã nè, HR78, thì size của nó rất là đa dạng. Tem sản xuất từ Thái Lan. Đó, hãng vỏ Champion. Thì cái gai nó là gai sấm sét như con xe mình đang gắn. Thì đây là cái dòng SHR79 nè. Đó, thì hàng SHR79 size 14 này thì đó. Thì cái gai này nó gai để mà đi trời mưa hay gì, nói chung là những các bạn nào mà hay thích đi phố mà không quá có nhu cầu về ôm cua hay gì thì chúng ta đi những cái dòng vỏ trời mưa này nó vẫn ôm cua được. Thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta xẻ rãnh nhiều thì nước khi mà nó trôi qua nó sẽ thoát ra tốt hơn. Còn với những dòng mà nó ít xẻ rãnh giống như là thằng SHR78 này á, thì là cái dòng vỏ cao nhất của nó, thì nó sử dụng để chúng ta có thể đi touring mà có thể là một tí bo cua, ấp cua các kiểu đều được. Rồi ngoài ra đây thì cái này cũng SHR, và cái này là SHR78 nè. Cái này là dành cho cái con Vario nè, cũng size 14 đó. Đó là cái kiểu gai nó khác một tí. Thì hai thằng này nó khác nhau, một cái là HR78, một cái hàng SHR. Thì về gai thì nhìn thấy nó y như nhau. Rồi tiếp một mẫu nữa, mẫu Champion này là mẫu SHR mà là 67. Đó, thì mẫu 67 này thì theo như mình thấy nó là cái mẫu tầm ở phân khúc giữa của thằng này, có nghĩa là nó sẽ rảnh đi mưa ít hơn thằng này. Nhưng mà ngược lại thì dĩ nhiên cái diện tích bám đường thì nó sẽ tốt hơn nhiều thằng này.
Thì đây là một cái dòng mà chẳng hạn như là của một ai đó mà muốn mà sử dụng vừa cả có thể đi một chút mưa mà cũng phải đi đường trường nhiều, chúng ta sẽ chọn cái dòng ga này thì nó sẽ ổn định hơn. Còn ví dụ nếu mà ai mà đi mà cảm thấy là muốn mà gọi là những cái nơi mà thời tiết mưa hay là nó nước nôi nhiều, chúng ta sẽ đi những cái dòng ga này. Rồi thì hai cái dòng này nói chung là nó sẽ hàng này là sẽ là cái bám nhất, rồi hàng này bám nhì, rồi hàng này là dành để đi mưa hay là mọi thứ, mọi địa hình, đa địa hình. Đó, còn hàng này thì đa phần là chỉ là nên chạy tour đường nhựa khô, và dĩ nhiên mưa hay là mưa nhỏ thì ok, chứ còn mưa lớn quá nước thì nó sẽ xẻ rảnh không kịp. Rồi đấy là những cái dòng vỏ Champion. Thì cái giá thành của những cái dòng vỏ này thì mình đã ghi trên cái video của mình rồi đó, thì các bạn cứ coi mà các bạn có thể tham khảo. Đó, đây là một cái dòng vỏ lớn nè. Và đặc biệt của cái dòng Champion này, size lớn nhất của nó là của 17, thì nó size tới 160 cũng có luôn. 160 HR67 là dành có thể những con Ninja 400, Ninja 300 hay những dòng xe nào khoảng từ 400 phân khối trở xuống. Mâm khoảng 4.0, 4.5 là chúng ta có thể sử dụng được rồi, thậm chí mâm cả 5 chấm cũng có thể sử dụng sang 160 này rồi. Đó, rồi hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kiến thức về một cái hãng vỏ hoàn toàn mới từ Thái Lan, vỏ Champion 100% từ Thái Lan. Nếu mà ai mà muốn mà coi thử cái hãng vỏ Champion này nó ra như thế nào thì chúng ta có thể bấm vào cái phần miêu tả để chúng ta coi cái đường link gốc của cái trang web của nhà máy sản xuất Champion. Rồi thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi Vario và GS150 sử dụng vỏ Champion mã HR78 thử tại Sendua 2K International. Rồi chào mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau.